Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Một trận cầu mãn nhãn giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trên sân diễn ra trên sân Mỹ Đình. Với tỷ số chung cuộc là 2 đều, đây là một tỷ số chưa hài lòng lắm cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng xin thưa quý vị là không sao cả, không sao. Trận chung kết lượt về vẫn còn diễn ra trên sân của Thái Lan, sân Bumrungrad. Chúng ta chỉ cần ghi một bàn thắng nữa thôi, một bàn thắng hoặc là hòa với tỷ số là 3 đều thì chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trong đợt đấu thì Tiến Linh đã đánh đầu ghi dấu ấn 1-0 cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Cảm giác như là hiệp 1 của chúng ta chơi thăng hoa hơn. Nhưng sau đầu hiệp 2 thì đội tuyển của Thái Lan đã ghi được 2 bàn thắng. Ở phút thứ 48 do công của Purathme Aravirai và một bàn thắng nữa ở phút thứ 63 là của Sarat Yoze. Và ở phút thứ 88 thì Vũ Văn Thanh đã ghi một bàn thắng cực đẹp cho đội tuyển Việt Nam và ấn định tỷ số 2 đều cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Và đây là một bàn thắng mà được coi là một bàn thắng đẹp nhất ở giải FA Cup 2022 với một cú sút xa cháy lưới khiến thủ môn của Thái Lan không thể bắt nổi. Màn gỡ hòa này của Văn Thanh đã giúp đội tuyển Việt Nam nhẹ gánh hơn trong lượt về ở trên sân của Thái Lan, sân vận động quốc gia Thái Lan. Người ta nói là thất bại là mẹ thành công mà. Trận lượt đi này thì chúng ta không được may mắn cho lắm với tỷ số hòa là 2 đều. Nhưng cơ hội vẫn chưa hết cho chúng ta. Chúng ta còn một trận nữa là trận lượt về ở trên sân của Thái Lan. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đã xin chuyển sân sang sân vận động quốc gia của Thái Lan với cái sức chứa đông hơn để ép các cầu thủ chúng ta. Có thể nói là trận đấu này chúng ta thiếu một chút may mắn thôi. Chứ các cầu thủ của Thái Lan cũng đâu có mạnh đâu. Xem trận đấu thì chúng ta thấy là các cầu thủ Thái Lan cũng rất là bình thường. Thiếu một chút xíu may mắn thôi là đội tuyển của chúng ta đã chiến thắng ở trong trận đấu này và chiếm ưu thế hơn, dễ thở hơn ở trên sân vận động quốc gia Thái Lan. Với tỷ số 2 đều này thì đội tuyển của chúng ta đang gặp một chút bất lợi, nhưng không sao cả, không vấn đề gì hết. Đội tuyển của chúng ta vẫn còn cơ hội để sang Thái Lan đá một trận nữa rồi chiến thắng rồi cầm cúp về Việt Nam. Các bạn hãy tin tưởng như vậy đi. Hãy tin tưởng để đẩy một cái nguồn sức mạnh, một nguồn lực sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và trận đấu này cũng là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta. Và sau một trận đấu nữa ở trên sân Thái Lan thì ông sẽ rời đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta chỉ cần thắng 1-0 nữa thôi, 1-0 ở trên đất Thái Lan là chúng ta sẽ vô địch giải này. Nên là chúng ta đừng có suy nghĩ bi quan, bất cứ đội bóng nào cũng vậy, không ai là hoàn hảo cả. Ở bên phía đội tuyển Thái Lan thì cũng có rất nhiều các cầu thủ giỏi, ví dụ như là anh Thaethon Buamathan, cầu thủ số 3 của đội tuyển Thái Lan. Nhưng mà đội của chúng ta cũng đâu thiếu các cầu thủ anh tài đâu. Chúng ta có rất nhiều người tương đương với trình độ của Thaethon Buamathan và thậm chí trình độ còn hơn hẳn anh ấy chứ. Đọc những dòng tâm sự của Thái Bang Sơ mà chúng tôi muốn rớt nước mắt. Chúng ta cũng biết có lượt bàn thắng của sân khách và sân nhà. Đội tuyển Thái Lan có lợi, nhưng chúng tôi không từ bỏ, chúng tôi sẽ cố gắng. Còn với tôi, đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân nhà với cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn thắng để làm món quà cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi, tôi không thể mang lại kết quả tốt. Tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực đến phút cuối cùng. Trận đấu đi này đã kết thúc với tỷ số 2-2. Đây là kết quả được xem là có lợi hơn cho đội tuyển Thái Lan. Ở lượt về họ chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là họ có thể vô địch sau 90 phút. Sau trận hòa 2-2 này thì đội tuyển của chúng ta sẽ ra sân bay, lên sân bay và sang Bangkok, Thái Lan. Tôi nghĩ là đêm nay thì ông Park Hang-seo sẽ ngồi phân tích lại trận đấu và tìm ra lỗi, tìm ra sơ hở của đội tuyển của chúng ta để khắc phục trong trận đấu tới. Chúng ta đấu với Thái Lan thì cũng chưa nhiều nên là ông Park Hang-seo cũng chưa hiểu rõ về đội tuyển Thái Lan. Trường hợp chúng ta hòa 0-0 này hoặc hòa 1-1 này thì chúng ta sẽ thua và Thái Lan sẽ vô địch. Và trường hợp mà chúng ta sẽ hòa 2-2 với đội tuyển Thái Lan thì cả hai đội sẽ phải đá hiệp phụ. Và nếu hiệp phụ không giành thắng lợi được cho hai đội không phân định được thắng thua thì cả hai đội sẽ phải vào đá luân lưu. Trường hợp chúng ta thắng 1-0 hoặc cả đội Thái Lan thắng 1-0 thì sẽ lên ngôi vô địch. Trường hợp thắng hòa 3-3 thì chúng ta sẽ vô địch nhờ vào hiệu số bàn thắng trên sân khách. 3-3 thì rất là khó xảy ra. Chính vì vậy thì chúng ta phải bắt buộc phải giành thắng lợi trước đội tuyển Thái Lan thì chúng ta mới lên ngôi vô địch được. Tỷ số 2 đều trên sân của chúng ta thì một phần nào đó cũng đã gây bất lợi cho chúng ta rồi. Chính vì vậy mà trận đấu lượt về trên sân của Thái Lan, hy vọng là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vâng, kết quả trận đấu hôm nay là 2-2 cũng rất bất ngờ đối với đội tuyển của chúng ta và cũng rất bất ngờ với đội tuyển Thái Lan. Nó có mang rất nhiều các điều kịch tính ở trong trận đấu. Thưa các bạn, hãy nhìn nhận theo một cái phương diện tích cực của trận đấu đi. Chính chúng tôi, những khán giả hay như tất cả những cổ động viên, người yêu đội bóng đá của Việt Nam cũng rất hy vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Xin chúc đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trận đấu tới và sẽ rước cúp từ Thái Lan về đến Việt Nam của chúng ta trong niềm hy vọng hân hoan của chào đón của các cổ động viên cũng như là toàn dân của chúng ta. Chúc Tiến Linh ghi được đôi ba bàn thắng ở trận đấu tới với Thái Lan. Chúc Châu Văn Lâm giữ sạch lưới. Chúc thầy Park Hang-seo hoàn thành sứ mệnh và rước cúp về cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúc cho tất cả các cầu thủ của chúng ta thi đấu với 200% sức lực. Chúc toàn đội tuyển và ban huấn luyện có tinh thần thép để vượt qua đội tuyển Thái Lan và giành cúp về cho đội tuyển của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.